Chào bạn trở lại kênh Cây Trồng TV. Hãy tiếp tục mình quay cập nhật cái dưa leo Nam Việt Thái này. Thì bữa nay bắt đầu hái nè. Trái gốc thì nói chung mùa này đậu trái gốc rất là nhiều. Nói chung nó ra hầu như ra trái đầu tiên là nó đậu hết á. Dưa này thì bữa nay có đọt thì nó bò cũng 2 mét. Nhưng mà cái dưa Thái này thì mùa này nó không có trúng lại giống dưa trái ngắn nha. Trái ngắn là Nam Việt 399 á. Còn trái ngắn rất là nhiều loại giống, có giống thì nó bò không nổi thì nó cũng không có năng suất. Còn cái giống 399 nó chỉ bò 2/3 vàng thôi. Là nó cho năng suất là từ 3 đến 4 tấn. Còn dưa Thái là phải bò thiệt lực nó mới trúng nè. Nhưng mà nó trúng cũng không lại giống trái ngắn nữa. Trái dài chủ yếu là nó thị trường nó giá nó cao thôi, chứ còn mà nói mà năng suất thì nó không lợi năng suất trái ngắn. Trái ngắn thì mùa này thì có mạnh nhất là có hai dòng Nam Việt 399 và dòng Hoa Sen 879, là hai thằng đó thì trồng nói chung là nó mạnh mùa nắng này nha. Thì hôm nay thì bắt đầu mình dưa này bắt đầu hái thì bắt đầu mình vô phân tống mình nuôi trái. Thì một công mình vô tầm khoảng 50 kg, 20 15 đầu trâu hoặc là cò Pháp, thì mình nên vô những loại phân tốt nè, mắc tiền. Thì dưa này nói chung thì tạm được thôi chứ không phải gọi là trúng. Thì có đoạn nó bò cũng mút vàng nè, nhưng mà cái dưa Thái mùa này thì năng suất thì nó không có lại cái dòng dưa trái ngắn được. Trái gốc thì nói chung đậu, nói chung mùa này thì nó ra nhiều là đậu hết nhiều đó. Quan trọng cái lúc nhỏ mình nung cho nó nhiều chèo thì dưa mình sẽ gộ trái gốc. Còn dưa này thì nói chung lúc nhỏ nó chủ dưa không có nung quá nè, cái nó cũng ít chèo nhưng mà nó cũng bịch nè nha, cũng bịch nè. Thì cái đất cũ thì nó sẽ bị bông nhiều hơn cái đất mới. Đất mới nó sẽ ít hơn, nhưng mà bị bông lá nó cũng không sao. Thì bạn nào có nhu cầu dòng giống Nam Việt 399, ông vàng 877, 785, các dòng Nam Việt Hoa Sen 789 đồ thì liên hệ với số điện thoại của mình 0946417. Tư vấn giống mình sẽ tư vấn giống cho bạn hợp lý vào cái mùa này và vào cái thị trường. Thì mùa mưa thì mình sẽ chọn giống mùa mưa, còn mùa nắng thì mình sẽ chọn giống mùa nắng, không phải mà mùa nắng mà cũng chọn giống mùa mưa và mùa mưa cũng chọn giống mùa nắng là không được. Thì mình sẽ làm thực tế vào các mùa hết. Còn mùa này thì nói chung mình đi khảo sát là nhiều, thì cái giống nào mạnh mình sẽ nói mạnh. Thì đây là Nam Việt 785, 789, rồi Ngọc Long Châu, rồi Ông Vàng, nói chung đủ hết. Nói chung là nó không có thừng cái nào hết, bởi vì nói chung cũng không đánh giá được cái dưa nào nó giống nào nó mạnh nữa. Nhưng mà cái giống Ông Vàng của mình 877 thì mình đưa cung cấp cho mấy anh chị ở Cà Mau nè, Tiền Giang nè, trồng thì nói chung cũng bò cũng mút vàng đó. Nói chung là cũng trúng đó. Trúng vào mùa này nghe, chứ không phải mùa mưa thì nó sẽ khác nha. Còn 399 thì nói chung thì mùa này thì năng suất nó là đỉnh nhất rồi. Cái tiếp đó là thằng 879 của Hoa Sen. Chung thì hai thằng nó cũng ai thích gì thì chọn nấy, nhưng mà cái dạng trái của thằng 399 thì nó màu nó ngắn hơn xíu và nó màu nó mẫn gà. Còn 89 thì màu xanh đen hơn, xanh đậm hơn. Thì tùy thị trường thì mình chọn cái giống phù hợp để mình bán. Thì bạn nào có nhu cầu tư vấn kỹ thuật, tư vấn giống thì liên hệ với số điện thoại của mình 0946430017. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Thì hôm nay mình quay cập nhật sơ sơ nhé thôi.